7, câu 7, có số phận đọc phần đầu, tôi xin viết bạn chị em đọc phần kế tiếp là chữ tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát, tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát. Chúng ta cùng đọc, tôi sẽ đọc phần đầu. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát. Xin chúng ta đọc lại, tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát. Thank you.
con sẽ không đau đớn, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi cùng con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào like.